mới mua được ba con chuẩn bị nó hơi thả ha mọi người. Tiếp tục tốn tiền nữa, một con lớn rồi hai con cũng vừa vừa, một con kia cái đầu nó nằm ở đâu rồi, à, ngay đây nè, cái mặt trăng ngay đây nè, rồi tổng cộng là ba con ha. Đã thôi sẽ quay clip thả mọi người. Bây giờ mình tiến hành mình thả ba con này ha mọi người. Đây nè, do là tại vì nó bị bẫy lồng á, là nó làm mỏ nó bị chạy, cộng thêm ở trong bao lưới này nó ủi nó sẽ chạy, thì cái địa điểm thả thì nói chung nó cũng quen thuộc thôi. Cái chỗ này không biết bao nhiêu con rồi mọi người, sau này mà nó bị gọi là nó bị bùng nổ số lượng rắn hổ ở khu này là biết là tội đồ nào gây ra rồi đó ha. Đó, cái con này nó ra đầu tiên đó mọi người, ba con ba con lận mà con này ra đầu tiên đó mọi người. Đó, dân chơi là đem theo hút thôi ha, chứ không dùng hút. Nó giỡn thôi ha mọi người, nhưng mà bây giờ một tay quay một ấy thì cũng khó, chủ yếu muốn quay cho mọi người xem. Đó, hơi mạo hiểm chút xíu ha. Rồi bây giờ con này nó rút vô là mình thả luôn ha. Rồi đó xong một con, ở đây thì còn hai con nè mọi người. Đó, hai con thì bây giờ ở đây là một con lớn này, lấy con lớn ra trước ha. Xin lỗi mọi người nha, không phải là thể hiện gì đâu mà một giữ nó nữa là chưa không có sử dụng mấy cái hút. Con này á thì mặt trăng nó khá đẹp, và theo kinh nghiệm của mình nhìn thì con này con cái ha. Đó. Rồi nó rút vô luôn. Đó, hai con đi ha mọi người. Thì tại trong đây nó rậm rạp quá không có quay được. Thì còn một con nhỏ này nữa. Con nhỏ này thì đổ ra luôn ha. Đó, đổ ra luôn. Ở đâu rồi? Đây. Ở đây nè mọi người. Đây. Con nhỏ này mặt trăng cũng đẹp nữa ha. Đấy. Thường mà nói về hổ đất thì người ta sẽ nói là mặt trăng với ba khoang, mà riêng có những cá thể nó rất là nhiều khoang, khoang trắng các bạn. Đó, con này mặt trăng rất là đẹp đó mọi người. Rồi. Rồi mình thả luôn ha. Rồi xong, ba con. Rồi nó rút cho bụi rậm nó đi đâu mà mọi người không có quay được. Rắn mà nó rút vô là mất thôi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.